Rồi, bây giờ chơi ra đây ngồi nè. Đây là cái clip mà được cô chú kêu mẹ làm nhiều nhất. Nè, đi, nè mẹ mong cho nè. Giờ có đi không? Không có gì đâu sợ con, đi ra đây. Có mẹ bảo vệ. Vậy thôi khỏi ăn nha. Con sợ con is spider outside hả? Không có mẹ ngồi đây, không có con nào nó dám lại cắn con đâu. Thôi tôi mệt quá. Đi đây. Đi nắm tay mẹ nè. Không, mấy cái con này không sao hết á. Không, đừng có sợ con gì hết á. Mình là mình sống ngay thẳng, mình không sợ con gì đó, hiểu không? Đi lại lên. Thôi vậy thôi khỏi ăn. Thôi để mẹ ăn cho. Ăn không? Ăn không? Rồi đi lại đây ăn. Không để chơi nữa. Rồi thôi vậy thôi con tự đi đi. Không nắm tay thôi con tự đi đi. À, con bị té đau quá hả? Dạ. Thì bởi vậy mẹ muốn nắm tay con mà giúp con đó. Rồi. Con dở. Người ta đóng cái cửa lại thôi chứ có con gì đâu. Con lại mẹ. Hả? Mẹ nó cửa lại. Người ta bên nhà người ta đóng cửa lại thôi chứ có gì đâu. Sao lúc nào cũng đa nghi. Mẹ. Hả? Con đóng cửa lại đi con. Đây ra đây ngồi. Chay á là chay nói mẹ là mở cái này ra cho chay ăn nè. Lên ghế ngồi đàng hoàng. Rồi bây giờ lên ghế ngồi đi. Bây giờ nè mẹ nói cho chay nghe cái này nè. Lúc kịch vuông á. Đó, cái gì á? Cái chú kia bắn pháo á. Ok, rồi ngồi thẳng lên. Ok nha, chưa nha. Chưa. Chưa, chờ chút. Đây. Bây giờ mẹ hỏi nè, chay có muốn ăn này không? Dạ. Mà nếu mà chay muốn ăn cái này á, bây giờ chay phải chờ mẹ. Mẹ đi vô đây, con phải chờ mẹ đúng 1 phút nghe chưa? Mẹ chừng nào mẹ ra con mới được ăn nghe chưa? Ok. Chờ mẹ nha. Đi chay. Đi. Ừ, chừng nào mẹ ra mới được ăn nghe chưa? Không, chay đi. You gotta wait for mommy, okay? Wait for mommy to come back before you can eat this. Okay? Ok, ngồi đây chờ mẹ nghe chưa? Mẹ ra mới được ăn nghe chưa? Mẹ chưa ra mà ăn là mẹ đây mẹ là mẹ không có thích đó nha nha. You gotta wait for mommy, ok? Rồi. Ngồi đó chờ mẹ nghe chưa? Không đóng cửa lại mẹ ra mẹ mới cho con ăn nghe chưa? Chờ mẹ đi.
Ủa mẹ nói là chừng nào mẹ ra con mới được ăn mà. Á trời đất ơi, tại sao vậy? Kể mẹ hả? Why didn't you wait for mommy? Why didn't you wait for mommy? What did mommy say? Mẹ nói sao? Mẹ nói con phải chờ mẹ đúng không? Mà sao mẹ chưa? Rồi đánh trống lảng. Nhưng mà tại sao con không chờ mẹ ra trước khi con ăn? I can't trust you, JD. Con làm vậy sao mẹ tin con được? Hả? Con làm vậy rồi sao mẹ tin con được? Thôi đừng có xạo, wash your hand, đừng có làm bộ đánh trống lảng. Một nhân vật đánh trống lảng thứ hai nè. Nè. Nhưng mà con làm vậy sao mẹ tin con được? Lần sau không được làm như vậy nghe chưa? Ok. Dạ mẹ, lần sau mẹ nói con chờ mẹ là con phải chờ nghe chưa? Nghe chưa? Ừ. Trời đất ơi. Ừ, ba chay thắt bánh chay chay nè cô chú ơi. Mẹ không có biết thắt bánh tự nhiên cái ba kêu chay ngồi xuống ba thắt bánh. Trời hay chưa? Wow. Baby, where did you learn it from? I used to braid my mom's hair. Ba chay nói là Ngọc hỏi. Stop, Chay. Chay dừng lại con. Ngọc hỏi là ba chay học làm này ở đâu? Cái ba chay nói là chay học hồi ngày xưa là ba chay đã từng làm này cho mẹ, cho bà nội của chay rồi, là mẹ của chồng Ngọc á. Like how old were you? Young. Like she taught you? Yeah, she had me do it. She wanted her hair in braids. Mẹ của chồng Ngọc dạy anh á, thấy chưa? Can I have a rubber band, please? A rubber band. Mm-hmm. Dạ chay. Dạ mẹ. Ngồi đàng hoàng. Ngồi đàng hoàng. Mẹ đang nói chuyện với con phải ngồi đàng hoàng. Con ngồi. Con đàng hoàng là ngồi vậy hả? Dạ. Trời đất ơi. Con có biết là mẹ đang la con không? Chay đi. JD, listen to mommy. Ngồi dậy đàng hoàng. Dạ. Khoanh tay lại. Dạ. Trời đất ơi mẹ. Con giỡn với mẹ hả chay? Con này sao giờ tôi la nó là nó giỡn với tôi nha. Giỡn. Ừ nó giỡn ngươi. Dạ chay. Dạ mẹ. Tại sao con xin kẹo mẹ không cho mà con la lối sùm? Con biết hồi sáng giờ con ăn mấy cục kẹo chưa? Hồi sáng là mẹ cho con một cây cà rem, một cây kem. Rồi hồi nãy ba cho con một cục kẹo. Như vậy là đủ rồi. Con có biết ăn kẹo nhiều là bị đau bụng không? Con có thấy anh kia mà ăn kẹo nhiều là anh bị đau bụng không? Không bị ăn kia bụng. Ngồi dậy đàng hoàng, mẹ đang nói chuyện với con đàng hoàng, ngồi dậy. Khoanh tay lại. Ờ em bé ăn, em bé đau bụng, em bé khóc làm sao? Khóc hu hu vậy hả? Dạ. Vậy tại sao con lại đòi ăn kẹo? Ngồi im đây. Tại sao con lại đòi ăn kẹo? Khoanh tay lại nói chuyện với mẹ đàng hoàng. Đưa cái gì? Ăn kẹo nè. Con đi về nó được tại ăn trong lãng. Ăn kẹo. Thế con này nó cũng là một nhân vật thứ hai nè, đánh trống lảng giỏi nè. Ăn apple, ăn chuối, pizza, ăn donut, ăn juice, ăn apple, fruit, kẹo. Đại gì bên pop, đại kẹo. Đó. Nói gì hồi nãy, cuối cùng nãy giờ ngồi nói gì vậy? Ngồi đàng hoàng, mẹ đang la con mà chay. Cũng muốn đập không? Ông bé cười. Trời ơi trời, giờ nó kêu lúc kẹt mi rồi, giờ nó làm cái kiểu này nữa trời.
Cái con chay này là nó giỡn nè, nó biết tôi, nó biết tôi giỡn, nó biết đang quay cho cô chú coi là nó biết giỡn nè. Mẹ nó muốn nở. Con phải nói mẹ ơi, đưa tay cho con nắm. Coi đó, nó giỡn không? Nó giỡn mặt không? Tôi đang la nó. Tôi đang là nó mà nó giỡn mặt. Cấn cái đít nè. À, đi chơi chơi. Không không, bây giờ không giỡn nữa. Bây giờ mẹ rất là nghiêm túc. Ngồi xích, ngồi đây. Ngồi đây. Quỳ gối lên. Quỳ gối xuống. Quỳ gối. Quỳ gối cái chân này nè. Cái gì? Trời ơi, tôi kêu nó ngồi xuống đó, nó muốn lên ghế gối ghế nó ngồi. Chay đi. Nghe mẹ nè, từ giờ về sau con xin kẹo mẹ không cho là con không được làm bất cứ một thái độ gì, nghe chưa? Yeah. Làm như vậy là hổn, nghe không? Okay. Làm như vậy là bà già không có thích, nghe không? Okay. Bà già bắt bà già bỏ vô cái bao đó. Mẹ. Nghe không? À, dạ. Xin lỗi mẹ chưa? Dạ. Ngồi dậy đàng hoàng, xin lỗi mẹ đàng hoàng. Dạ. Ngồi dậy đàng hoàng. Dạ. Ngồi đàng hoàng thẳng thớm. Chay, yeah. Ngồi dậy khoanh tay lại, con xin lỗi mẹ. Cái con này nó giỡn. Con này giỡn nè, nó biết cầm điện thoại là này là giỡn với nó đó. Ừ. Bước xuống. Bước xuống khoanh tay lại, xin lỗi mẹ đàng hoàng. Xin lỗi mẹ. Khoanh tay lại. Xin lỗi mẹ. Có khoanh tay lại không? Giờ lại đó, nó muốn ăn nho. Con mặc cái quần kìa, mặc cái quần mua Việt Nam quá. Cái quần ai mua á chay? Chay, ai mua? Úc mua. Quần đó Việt Nam, Úc đầu mua. Ai mua? Ai ở Việt Nam mua? Mẹ mua. Ai mua? Ai ở Việt Nam? Măng. Không ăn đem lại thằng kia. Ai ở Việt Nam? Măng, hai ba. Ai ở Việt Nam mua cho chay cái quần này nó coi. Khoanh tay lại. Dạ. Dạ chay. Dạ mẹ. Con có xin lỗi mẹ chưa? Dạ. Con nói làm sao? Please. Con nói. Ngồi im đàng hoàng nghe. I show you. Baby she how she teasing me. Yeah. Wow. Okay, no. Con có chưa xin lỗi mẹ nghe chay? Dạ. Bước lại đây xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ làm sao? Con khoanh tay lại xin lỗi mẹ đàng hoàng. Xin lỗi mẹ. Khoanh tay lại. Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ. Mai mốt con không dám nữa. Nói lại, mai mốt. Mốt. Con không dám nữa. Không dám nữa. Nhớ nghe chưa? Dạ mẹ. Dạ mẹ. Rồi lại hôn mẹ một cái chưa? Rồi, không đâu nữa. Ôm. 1, 2. Con có thương mẹ không? Dạ. Thương mẹ không có được hổ mẹ nghe chưa? Ok, chưa. Mày cắt đi bùm bùm. À. Mẹ mẹ. Chay chay thấy mẹ là trốn. Ôi trời 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 trời. Ôi trời 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 trời. Trời ơi, ngủ từ hồi lúc 2 giờ trưa cho tới giờ 4 giờ rưỡi. Cái gì 4 rưỡi? 4 giờ 45 giờ rồi. Ngủ chưa gì mà ngủ 3 tiếng đồng hồ dữ vậy. Dậy đi, dậy đi. Trời ơi, mà ba thắt bính cho tới giờ vẫn còn cục thắt bính nè. Rồi, cái đây mày gỡ cục thắt bính ra cho. Vậy là trốn mà. Mà hên là mẹ vô mẹ kiếm á nha chưa. Nếu mà mẹ nó không có vô kiếm á hả, là nó dậy hang, là nó đóng cửa lại em vô. Thấy mẹ nó đã đóng cửa lại, nó trốn. Có khi nó, cô chú, có khi nó trốn ở dưới gầm giường nữa đó. Không biết nó làm gì nữa. Mà nó dậy là nó không có thích thấy mẹ nó. Cái gì vậy? Hả? Đắp mền cho con hả? Đắp mền con đi. Hả? Mẹ đi ra hả?
Nên mẹ hôn tay miếng này mẹ đi ra. Thế đưa cho mặt không mến đây đi ra. Hả? Trời, thấy chưa? Con này nó lạ lắm. Hoặc là nếu mà mẹ nó ngồi đằng trước á, mà nó ngủ vậy á, là nó đi ra hang, là nó làm bộ nó đi ngang mẹ, nó làm bộ nó nhắm mắt lại, nó không thấy mẹ. Không biết nó diễn gì nữa, không biết nữa. Nó đi... Mình mà thấy nó cái là nó trốn rồi, nó nhắm mắt rồi. Nó làm cái gì mình không hiểu nó làm gì. Nó mặt không mình đây. Mình đưa mặt không mình đây. Nghĩ nó đưa mặt không mình đây. Cứ ngậm bà, cứ ngậm hoài đi là bà già bà bắt. Ngậm đi, bà già bà mới làm ngã cái cây ngoài kia kìa. Em bé kia là bà già nói là không được ngậm bà hen. Mà em bé ngậm bà cái bà già làm ngã cây luôn đó con chú. Nó chảo. Nó đưa bụng không ở đây. Ôi trời ơi, không có bụng ngon quá, không có mặt không. Ôi trời ơi, không có mặt ngon quá. Không có mặt ngon quá vậy thôi á. Sao? Dạ. Lạnh hả? Rồi thôi mẹ đi ra nha. Mẹ ra nha. Dạ ok. Bye bye chay. Chừng nào mà chay tỉnh thì chay ra chay kiếm mẹ nha. Ok. Cô nói đi. Ok mẹ. Chay, chay đang coi gì á? Coi Halloween. Coi Halloween hả? Halloween. Không. Rồi cho cô chú coi Halloween nè cô chú ơi. Rồi. À, quay qua cho cô chú coi. Quay qua cho cô chú coi. Chay ăn đi cho cô chú coi. Chơi ra ăn mì nha cô chú. Đẻ ra đứa con. Hai đứa con. Đẻ ra đứa con. Mà hả tối ngày cứ ăn cơm với nước tương, ăn cơm với trứng, rồi ăn cơm với mì gói. Đỡ tốn tiền dễ sợ luôn. Ha. Ha. Ê trắng. Mà trong khi đó mẹ nó làm vlog. Mẹ nó làm vlog về ăn uống. Ăn hết cái này tới cái kia mà nó không hề ăn. Chắc lúc nó ngồi trong bụng mẹ nó thấy mẹ nó ăn nhiều quá rồi ra đây nó ngán. Nó nói thôi, mẹ ăn gì mẹ ăn, con ăn gì vậy thôi là con được rồi. Mẹ đút cho con ăn nha. Đưa đây mẹ đút cho chay ăn nha. Hay chay muốn tự ăn? Tự mẹ ăn. Hả? Để mẹ đút cho con ăn nha. Dạ chứ bằng mà rồi. Đút con ăn. Cô mẹ ơi. Ừ. Cô mới mập. Mập. Đúng rồi cô chú thấy chay giỏi chưa? Chay mới tắm xong với ba đó cô chú. Nên tóc chay. Để mẹ mất rồi. Hả? Ôi con hút vô luôn vậy hả? Dạ. Giỏi dữ rồi ta quay gần. Để mẹ đút cho. Khoe cô chú coi chay có cái chai gì đây. Chay Mickey Mouse. Chay Mickey Mouse. Đúng rồi. Ai dạ? Cái gì cơ? Cô ai dạ? Ai dạ? Phải cho. Ừ. Cô kì ghê. Ăn mấy nè con. Đúng rồi. Ừ. Ừ. Hút lên, Lấy tay là mày mới thấy chứ. Trời, giỏi quá. Để xích ra cho cô chú thấy. Không để gì sao cô chú thấy. Con mới tắm xong cái mặt mặt sạch sẽ. Mặt mày sạch sẽ, cưng dế sợ luôn. Bù bù nè. À con kể cho cô chú nghe coi hồi trưa này con gặp ông già. Ông già nói sao? Cô sợ. Ông già nói hello già hả? Cô sợ luôn già già. Con sợ ông già hả? Dạ. Sợ ông già phải ngoan nghe chưa. Nhìn thẳng, nhìn thẳng, nhìn thẳng. Ôi ôi con Halloween kìa. Nó nghe nè, Halloween hay là Halloween mà hay là Halloween. Halloween. Hồi nãy. Hồi nãy sao? Hồi nãy sáng Halloween. Để xích ra hả? Cho con chú thấy chay hả? Đúng rồi, ngon quá. Giấm mì. Cái chai này nè là hả? Nói chung là chay đi tới nhà cô kìa rồi. Cái con của cổ uống cái nước trên này, nước trái cây trong này nè. Mà cái lấy cho chay uống nữa. Thấy cái chai đẹp quá mà thấy nó uống, mình cũng tưởng nó ngon rồi này kia nọ ha. Uống vô mình nó chay đưa mẹ uống thử coi mà ghi chữ là organic rồi này kia dữ lắm. Trời ơi uống vô nó. Không, mẹ đang kể chuyện. Trời ơi uống vô nó dở ông ơi luôn đó. Uống vô y như là uống rồi đó. Uống vô y như là đang uống diet coke vậy đó, là giống như là cái nước 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 ngọt mà mình dành cho những người giảm